Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Sam Supplement. Mình là Đồng. Thì hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề là có rất nhiều bạn mới tập, có nhiều anh chị em mới tập hỏi là mới tập thì mình nên ăn uống như thế nào và mình nên dùng thực phẩm bổ sung ra sao. Thì có như anh em cũng có tìm hiểu á, cũng bỏ ít thời gian ra tìm hiểu, thì thực phẩm bổ sung nó chia ra những loại, ví dụ như pre-workout uống trước tập, intra workout uống trong tập, post workout uống sau tập, thì sau tập nó có protein các thứ đó. Thì anh em mới hỏi là mới tập á thì mình nên ưu tiên cái nào trước, thì ưu tiên nào trước đó, thì cái câu hỏi đó thì mình phải hỏi ngược lại anh em á, là cái nhu cầu và cái mục đích của mình như thế nào. Thì song đó thì nhiều người cũng nghĩ là mới tập thì không cần thiết phải dùng pre-workout. Đó là pre-workout là dành cho những người gọi là mình muốn tập nặng hơn nè, mình muốn tập khỏe hơn, kiểu người ta tập pro rồi, ta muốn dùng cái đó để mà người ta tập cho nó hết công suất á. Thì điều đó đúng hay không? Nói chung bạn các kỹ thuật tập luyện và nắm vững chắc hay chưa? Thì nói chung là để có một cái quá trình tập luyện kết hợp với dinh dưỡng mà đạt được cái hiệu quả, thì nói chung là phải kết hợp song song giữa dinh dưỡng nè với tập luyện đó. Thì cái pre-workout nó nằm trong phần dinh dưỡng và nó cũng liên quan tới tập luyện luôn. Thì để mà cái dinh dưỡng nạp vào hiệu quả thì mình phải có một cái buổi tập nó phải thật là nó đạt hiệu quả cao, thì mình mới nạp cái dinh dưỡng nó vào, nó mới có giá trị được. Thì mà để cho cái buổi tập nó hiệu quả thì trước tập, cái dinh dưỡng trước tập nó cực kỳ quan trọng, nó sẽ giúp cho bạn có năng lượng để mình hoạt động trong cái buổi tập cường độ cao chẳng hạn đó. Thì mình cái dinh dưỡng trước buổi tập là không thể bỏ qua. Thì thường thì trong pre-workout đấy, ví dụ như trong này đi, thành phần nó là gì, một số chất như là citrulline hay là beta alanine đi, chắc nó từ đâu, thực phẩm hàng ngày vẫn có đó. Nhưng mà trước buổi tập bạn có đủ thời gian bạn chuẩn bị, bạn ăn tất cả những thứ cần thiết đó hay không? Ví dụ như beta alanine là nó có trong đâu, có trong thịt da cầm rồi thịt bò, thịt heo các thứ đó, nó vẫn có. Nhưng mà trước tập bạn có ăn đủ cái lượng đó hay không? Rồi citrulline đi, citrulline là có từ đâu, có từ các loại trái cây, ví dụ như dưa hấu, ví dụ như bí ngô hay là lựu gì đó, thì bạn vẫn có thể ăn được, nhưng mà bạn cần thời gian bạn ăn, bạn tiêu hóa. Còn như trong những sản phẩm pre-workout như vậy, bạn chỉ cần uống vào thôi, nó sẽ có tất cả những thứ đầy đủ cho bạn chuẩn bị trước một cái bữa tập cường độ cao, buổi tập nói chung là hiệu quả. Thì nói chung á, bạn nạp như vậy nó sẽ đỡ tốn thời gian cho bạn hơn và nó đầy đủ hơn, đầy đủ hơn so với mình ăn tự nhiên. Thì nhiều khi mình ăn không đủ đó, thì đó sẽ mình trả lời cho câu hỏi là bạn có nên dùng pre-workout hay không đó. Thì để mình có được một cái kết quả tốt trong quá trình tập luyện á, thì mình nên nghiên cứu sử dụng pre-workout đó. Thì theo về cái tiềm năng về kinh tế của các bạn đi, thì mình sẽ ưu tiên như thế nào, thì mình sẽ ưu tiên pre-workout trước. Rồi trong tập mình sẽ uống gì, uống nước hay là uống intra workout đó. Thì video tới mình sẽ phân tích cho các bạn cái điều đó. Thì mình đưa ra lời khuyên cho mọi người là nên nghiên cứu dùng pre-workout. Thì pre-workout nó có tác dụng như nào? Pre-workout là cung cấp dinh dưỡng trước buổi tập, với lại nó đem lại một cái hiệu suất trong quá trình tập luyện của mình, là nó tăng về cái độ tập trung nè nhờ caffeine, là nó tăng, nó có một số chất ví dụ như giúp mình bơm máu tốt hơn, rồi một số chất như citrulline thì sau tập nó giúp tăng cái hormone tăng trưởng GH mình nữa, là mình tăng cái tốc độ cơ bắp, mình tập khỏe hơn này nọ cái thứ đó. Rồi sau tập mình sẽ nạp dinh dưỡng vào đó, nó làm cho mình có một kết quả tập luyện tốt hơn, gia tăng cơ bắp. Muốn sáu muối, muốn này nọ là đây, sử dụng thử pre-workout. Ok, và anh em có bất cứ thắc mắc gì liên quan tới sản phẩm hay là các chương trình thì cứ inbox cho Bay Sam Supplement. Thì song đó thì Bay Sam cũng có các kênh khác, ví dụ như website hay là kênh YouTube, thì anh em nhớ đăng ký đi theo dõi để xem tất cả các thông tin mới nhất mà đại lý cập nhật. Thì nếu như anh em nào ở khu vực quận 9 Thủ Đức thì có thể đến trực tiếp địa chỉ 937 Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức để được tư vấn kỹ hơn và được những cái chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng thân thiết. Cảm ơn anh em đã theo dõi.